Xin chào anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời của Shopsunmin. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để đấu cho máy biến tần hòa lưới bám tải của ThinkPower bản mới nhất năm 2023. Hiện tại em đang kết nối cho một khách hàng ở đây là bản ThinkPower 3000W và công suất năm 2023 nâng cấp lên là 3300W mọi người nhé. Em đã có nhiều video chia sẻ về con ThinkPower này rồi. Hiện tại đang có bản 3kg và 6kg này, thì em đang test cho một khách hàng ở đây là con 3kg chạy với một cổng pin mặt trời đầu vào. Còn máy 6kg thì có hai cổng vào, chúng ta sẽ đấu tương tự. Thì cái phần tủ điện nó sẽ thêm hai cụm này nữa, thì một CV cho pin mặt trời vào nữa và một chống sét cho phần DC. Thì em đang hướng dẫn kết nối với cái tủ điện mà bên em làm sẵn cho khách hàng. Bộ này thì em đang gửi cho một khách hàng ở Phú Thọ. Đây em mở bên trong tủ nhé. Trên này có ký hiệu hết, chúng ta có thể nhìn thấy này. CV cho phần AC này, chống sét AC, CV DC và chống sét DC. Tủ 3kg thì nó có 4 thiết bị như vậy. Đây là hai rắc từ pin mặt trời vào. Bên em sẽ bấm tặng kèm để khách hàng đấu từ tủ qua máy. Và rắc từ AC vào, điện lưới vào thì chúng ta cũng được bấm tặng kèm một đoạn dây như thế này. Đó, chúng ta về chỉ việc cắm vào như vậy là xong này. Bên này cắm vào đây nhé. Trên này dương này, dưới này âm này. Tương tự cho cái dây AC output này. Output hay input thì nó cũng chỉ có một cổng này đối với máy hòa lưới mọi người nhé. Chúng ta sẽ cắm vào đây. Thì AC chúng ta để ý là cái át này là át AC này, theo hướng dẫn ở trên tủ này. Đó, át AC thì chúng ta đấu vào đây, điện lưới cấp ở trên nhé. Bên dưới là hai cái dây để đi vào máy đây. Hai cái dây này bên em tặng kèm này. Đó, đi qua đây. Cắm vào máy là xong. Còn DC này, bên dưới này, dương này, âm này là hai cái dây này. Đó, đấu qua đây. Cắm vào máy là xong. Cấp nguồn thì cấp ở bên trên nhé. Điện lưới thì chúng ta sẽ cấp trên này. Lửa nguội này, cấp hai em đang lấy hai dây này. Điện lưới thì chúng ta có thể lấy bất kỳ nguồn AC nào trong gia đình đều được. Tuy nhiên thì khuyến cáo mọi người là nên lấy ở nguồn tổng cho nó dễ. Ở đây em đang tiện với cái ổ cắm này thì em đang lấy từ cái ổ cắm trong nhà. Vì nó hòa lưới mà thì chúng ta lấy ở điểm nào trong nhà cũng được. Nhưng mà chúng ta lấy ở nguồn tổng thì nó sẽ lấy được cái dây lớn nhất ở đầu vào. Và kẹp CT nó dễ hơn. Máy này hòa lưới bám tải nên sẽ có thêm cái phần CT. Đây dây CT chúng ta cắm vào đây nhé. Mặc dù là cái nguồn AC này chúng ta có thể lấy bất kỳ ở đâu trong nhà, nhưng mà cái dây CT này này bắt buộc phải kẹp dây lửa đầu nguồn tổng nhé. Đây nguồn tổng thì thường nó dây nó lớn hơn. Đó, chúng ta có thể lấy từ tổng này này, cắm vào luôn AC bên đó. Cho mọi người xem lại cái CT đợt này nhé. Người ta làm cái mũi tên nó ở bên trong, chúng ta phải mở ra như thế này mới thấy được. Đây. Mũi tên ở trong này này, nó hơi khó nhìn một tí. Đây, nó gói chiều mũi tên như vậy. Thì chúng ta sẽ cắm mũi tên đi từ ngoài vào nhé. Ví dụ em kẹp như thế này này. Em kẹp đúng chiều này. Đó, kẹp đúng dây lửa nhé. Dây này em đã đo là dây lửa này. Từ nguồn tổng vào, ngoài đồng hồ tổng ấy, thì nó mới bám tải được trong gia đình chính xác. Thì vào đây, mũi tên đi vào. Đó là cái dây CT nhé. Rồi cắm qua đây. Pin mặt trời này. Trên này em cấp pin mặt trời. Thì có hai cái dây này nhé. Hai dây này bình thường em chạy cho con Thinh 6kg bản đợt trước này. Các bản cũ 2020, 2021 thì nó thiết kế như vậy. Còn bản 2023 ở đây. Đó. Chúng ta lấy tách từ đây ra này, coi như đây dàn pin xuống nhé. Các tấm pin mặt trời chúng ta nối tiếp xuống đây. Đi qua đây. Đó, mọi người để ý cái dây này nhé, hai cái dây này. Vào bên trên của CB bần DC này, chúng ta thấy nó có những cái dây chung với chống sét thì chúng ta cứ đấu chung vào đây thôi. Một số người ở trên này không thấy tiếp điểm bởi vì nó vướng với cái dây chống sét thì chúng ta cứ đấu chung một cái tiếp điểm này có hai dây. Một dây pin mặt trời xuống, một dây sang chống sét thôi. Chống sét thì đã được câu chung, chúng ta đấu một điểm ở đây xuống nối đất. Tiếp điện cho nó nữa là xong. Với cả tiếp điện cho vỏ máy nhé. Trên máy nó cũng có tiếp điện đây. Thì chúng ta lấy đây chung với cái chống sét để đấu tiếp điện xuống. Để tránh nó trường hợp nó dò qua vỏ máy chúng ta thao tác thì sờ vỏ nó đôi khi nó bị hơi giật nhẹ một chút. Đó, đấu nối xong xuôi rồi thì chúng ta có thể bật CV lên. Chúng ta cấp pin mặt trời hay là điện lưới vào trước đều được nhé. Cái máy này thì không phân biệt đầu vào cái nào trước cái nào sau. Em cấp pin mặt trời này, bật lên này. Bật pin mặt trời lên này, bật lưới này. Đó, công tắc này nếu mà nó đang off thì chúng ta bật on lên nhé. Hiện tại thì em đã bật on đây. Wi-Fi thì cắm vào đây. Video sau sẽ có cái hướng dẫn kết nối Wi-Fi chi tiết cho bản mới nhất này. Cái app bây giờ nó sử dụng app khác. Đợt trước là người ta làm app ThinkPower, bây giờ là app PV Pro. Thì chúng ta có thể kết nối lại. Bên em sẽ làm hướng dẫn ở video sau. Hiện tại em đang làm một cái video ngắn để hướng dẫn mọi người là đấu nối cho ThinkPower, nó cũng giống như các bản cũ hoặc là đấu 2Voltage. 2Voltage thì nó thêm cái phần meter, nó hơi phức tạp hơn một chút. Còn cái này thì chỉ cần đấu cấp nguồn DC này, cấp nguồn AC này, kẹp CT này là nó chạy thôi. Khi mà nó chạy bám tải đúng ấy, thì nó sẽ xuất hiện chữ A gạch chéo này.
chữ A gạch chéo này và hiển thị lên phần công suất này là đúng. Một số trường hợp nó đã có chữ A rồi nhưng phần công suất nó chưa lên thì chúng ta cần kiểm tra lại xem đã kẹp đúng dây lửa chưa nhé, kẹp ngược nó cũng không chạy, hoặc là chiều mũi tên nó đang bị sai thì chúng ta nên kiểm tra lại. Còn khi nào mà nó lên cả chữ A gạch chéo này và cái phần này công suất hiển thị lên là nó đã bám tải. Đó, hiện tại em đang test máy cho khách hàng luôn này. Lên công suất là 514W. Đây là trong ngày đang thu là 0,87 kWh. Đây là tổng số khi chúng ta lắp máy nó tổng lại bao nhiêu ở đây. Trên màn hình này thì nó cũng hiển thị đầy đủ rồi. Còn chúng ta muốn xem ở trên điện thoại cũng được, sẽ kết nối qua Wi-Fi nhé. Điện áp DC đầu vào này đang là hơn 300V, 347V. Và dòng là 1,5A là phần DC, AC thì báo bên này. Đó, dòng AC là 2,3A và điện áp là 239V. Máy hòa lưới thì nó rất là đơn giản thôi, không cần lưu trữ, chỉ cần cấp nguồn pin mặt trời vào và nguồn điện lưới vào là nó sẽ hoạt động và nó luôn luôn ưu tiên năng lượng mặt trời trước. Khi nào năng lượng mặt trời không đủ thì nó sẽ lấy điện lưới nó bù vào. Giả sử bây giờ năng lượng mặt trời nó phát ra là 1.000W nhưng mà tải chúng ta lên tới 2.000W thì nó kéo lưới 1.000W nó bù vào. Còn thêm cái phần bám tải này này thì khi mà chúng ta dư bám tải là có nghĩa là nó sẽ bám theo công suất phụ tải, không đẩy lưới. Khi mà chúng ta ví dụ năng lượng mặt trời phát ra 3.000W mà tải chúng ta chỉ sử dụng có 2.000W thì nó sẽ bám theo 2.000W đó thôi, không đẩy lưới. Còn trường hợp khi mà chúng ta bán điện được thì mới đẩy lưới. Còn bây giờ thì hầu như là chưa bán điện được cho nhà nước thì cái phần đó chúng ta đẩy lên lưới cũng bị tính thêm tiền, nên là chúng ta bắt buộc phải lắp thêm cái phần bám tải này. Những hệ thống hòa lưới thì nó kết nối khá là đơn giản và chạy rất là ổn định. Như máy ThinkPower bây giờ đã được nâng cấp lên bảo hành 6 năm. Và bản 3 ký thì bây giờ đã làm 3 ký 3 và bản 6 ký thì đã là 6 ký 6. Và giá thành thì lại được giảm xuống như những video em đã chia sẻ phần trước. Nếu mà những hộ gia đình nào sử dụng nhiều vào ban ngày, không cần lưu trữ thì chúng ta sử dụng hòa lưới bám tải là hiệu quả nhất, tiết giảm chi phí cái phần tiền điện bậc thang và hỗ trợ chạy nhiều vào ban ngày. Tuy nhiên nó sẽ có một cái nhược điểm là mất điện lưới là không chạy được mọi người nhé. Ban ngày kể cả nắng to nhưng mà mất điện lưới là nó không có để hòa lưới thì nó không hoạt động được. Chức năng của nó đơn giản chỉ là hòa lưới ban ngày để giảm tiền điện thôi. Còn anh em mà muốn cao cấp hơn để đầy đủ hệ thống có lưu trữ ấy, thì tham khảo những dòng hybrid của Lock Power nhé. Đây là em đang lắp bản cao cấp này. Anh em có thể tham khảo những dòng bản phổ thông SNA 5 ký hoặc SNA 6 ký kết hợp với những khối pin lưu trữ như SVE hoặc là Eco Lithium thì chúng ta có thể sử dụng lưu trữ trong hệ thống điện năng lượng mặt trời. Nó khai thác hiệu quả hơn. Còn những anh em nào mà không cần đầu tư nhiều thì chúng ta chỉ cần lắp ThinkPower thôi. ThinkPower phiên bản mới này. Đó, nó sẽ giảm trực tiếp tiền điện ban ngày luôn, hòa lưới bám tải. Rồi anh em quan tâm cần được tư vấn chi tiết hơn thì liên hệ qua Zalo là 0382124123 nhé. Video hôm nay là em hướng dẫn mọi người cách đấu nối từ tủ điện qua máy biến tần hòa lưới ThinkPower. Rồi chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.